Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chuyên mục hôm nay chúng tôi thông tin tuần giáo tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp đó phản ánh Mường Ảng phát huy vai trò của các tổ dân vận ở cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tăng cường đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, huyện Tuần Giáo đã triển khai đồng bộ các giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, chi bộ bản Bông Ban xã Quải Tở đã lựa chọn nội dung vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Ngay sau khi có các quy hoạch, chi bộ cùng các ngành chức năng tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân có những phần đất phải giải phóng mặt bằng, chủ động hiến đất để các công trình thi công được thuận lợi. Với cách làm này, đã có hơn 20 hộ gia đình trong bản tình nguyện hiến trên 1.000 m2 đất để xây dựng các tuyến đường bê tông thôn bản. Cũng được sự động viên của chi bộ, xong là gia đình tôi thì cũng mất một phần ít đất ruộng, nhưng mà vì lợi ích chung thì có một con đường khang trang phục vụ cho bà con đi lại thì gia đình tôi rất là đồng tình và cũng động viên các hộ khác cùng nhau đóng góp phần ít đất ruộng nhỏ nhoi để kiểu là cống hiến cho bản để có một con đường khang trang sạch đẹp nhất để phục vụ cho bà con đi lại sinh hoạt hàng ngày. Phong trào thi đua dân vận khéo ở xã Quải Tở được gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ xã chỉ đạo mỗi chi ủy bản lựa chọn nội dung, phần việc cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa xã Quải Tở hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sau khi được cái chỗ dự án đường bê tông vào bản thì chúng tôi cũng triển khai với bà con, thứ nhất bà con họp triển khai bà con cái đường này nó sẽ đầu tư đến mức như thế nào, rồi nó bị ảnh hưởng cái số diện tích của bà con bao nhiêu. Thì sau khi triển khai thì bà con cũng rất đồng tình và ủng hộ, đã nhất trí 100% là cũng ủng hộ làm tuyến con đường này. Xong là cũng sự vào cuộc của các đồng chí lãnh đạo bí thư chi bộ với đoàn thể trong thôn bản, mà đặc biệt đó là chỗ bà con thì chỗ hiến đất thì bà con có số bà con thì cũng mất diện tích đất nông nghiệp nhiều, có số thì cũng mất ít, nhưng mà bà con cũng xét thấy là cũng thuận lợi cho địa phương cơ sở mình thì bà con cũng rất ủng hộ. Không chỉ riêng ở Quải Tở mà các xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo đều thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, có hiệu quả thiết thực. Tại xã Tỏa Tình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tuyên truyền vận động các gia đình hội viên phụ nữ cũng như nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã vận động chị em hội viên thực hiện phong trào 503 sạch và nuôi dạy con tốt, tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tỏa Tình thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của chị em hội viên để động viên, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Dấu ấn sâu đậm nhất trong công tác dân vận của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tỏa Tình là tích cực tuyên truyền vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Để thực hiện cái phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thì chúng tôi phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động hội viên phụ nữ và nhân dân học tập các lớp do phòng nông nghiệp và trung tâm phát triển cộng đồng tổ chức tập huấn và dạy ở xã và các bản về trồng trọt và chăn nuôi. Có rất nhiều lớp về trồng trọt chăn nuôi. Thì chăn nuôi như là hướng dẫn trồng cây lê, cây táo, trồng nấm tại các bản và hội viên phụ nữ cũng là một thành phần tham gia rất là đông. Huyện Tuần Giáo hiện nay có trên 86.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 93% dân số.
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo việc tăng cường và đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, hướng về cơ sở bằng những việc làm cụ thể thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến người dân. Chính quyền đoàn thể, các ngành tại Tuần Giáo cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và chung tay phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện công tác dân vận khéo thì xác định là để góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh thì thời gian vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng đã có hình thành nhiều mô hình như là xây dựng quỹ tiết kiệm tại chi hội này, rồi là câu lạc bộ phụ nữ tự tin tự trọng trung hội Đầm Đang, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc. Thì điển hình tiêu biểu cho các hoạt động này là có Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tuần Giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tỏa Tình và xã Quài Tở. Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể Tuần Giáo cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Nếu như 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Tuần Giáo còn 47%, thì cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 35%. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân Tuần Giáo đạt hơn 32 triệu đồng trên năm. Những năm gần đây, cơ cấu cây trồng tại Tuần Giáo chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và trình độ của người dân địa phương. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển theo quy hoạch đã lan tỏa trong nhân dân với nhiều mô hình hiệu quả. Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản được quan tâm thực hiện. Mặt khác, thông qua công tác dân vận cũng giúp đồng bào dân tộc ở Tuần Giáo nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của bọn phản động và thế lực thù địch làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, nhằm gây mất ổn định về chính trị xã hội. Đồng thời, công tác dân vận cũng đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong phong trào thi đua yêu nước. Từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Cho đến nay thì đã có 29 mô hình dân vận khéo được công nhận. Rồi là các mô hình dân vận khéo ở trên các lĩnh vực về văn hóa xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng, về xây dựng hệ thống chính trị cũng đã được các cái xã thị trấn triển khai rộng rãi và thực hiện có hiệu quả. Cho đến nay thì đã có thêm trên 30 cái mô hình dân vận khéo nữa để được đăng ký. Rồi cái mô hình dân vận khéo này đã lan tỏa đến tất cả các xã thị trấn trên địa bàn. Có thể nói rằng cái mô hình này, nhất là mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế thì đã góp phần vào giảm nghèo và giảm nghèo bền vững ở trên các lĩnh vực, lan tỏa đến các hội, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào đã thúc đẩy nền kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tuần Giáo ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững, khối đại đoàn kết giữa các dân tộc được tăng cường. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Mường Ảng, công tác dân vận khéo cũng được địa phương này quan tâm thực hiện bằng việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ dân vận phố bản. Do vậy, các tổ dân vận đã bám sát địa bàn, phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối quan trọng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Một dự án mang tính đột phá đối với thị trấn Mường Ảng và có diện tích đất thu hồi lớn là dự án mở rộng đường từ khối 2 thị trấn Mường Ảng đi quốc lộ 279. Với diện tích thu hồi hơn 8.000 m2, trên 46 hộ bị ảnh hưởng, đến nay công trình này đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khi được biết, nhà nước mở rộng tuyến đường qua địa phương,
hầu hết người dân ở đây rất vui mừng. Thế nhưng để họ chấp thuận, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công lại không đơn giản vì liên quan đến lợi ích của mỗi gia đình có phần đất bị thu hồi. Nhận thấy người dân thắc mắc chủ yếu là do không được đền bù đất, tổ dân vận của tổ dân phố 1 thị trấn Mường Ảng đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất. Đầu tiên thì nhân dân chúng tôi cũng thấy rất là khó khăn, tuyên truyền vận động nhân dân thì nhân dân bảo là bây giờ là đất thì là đất thổ cư, mà hai nữa là coi như là bây giờ là lấy đi không có sự đền bù, rồi tường rào, rồi là bờ rào, rồi tất cả cây cối thì bây giờ mà không được đền bù cho chúng tôi thì chúng tôi không nhất trí. Thế sau đó thì họp chi bộ một lần, hai lần, ba và họp nhân dân thì về sau thì cũng nói giải thích cho cán bộ nhân dân rõ ràng là bây giờ làm được con đường này lên thì trước mắt là quyền lợi của dân như thế nào. Cái quyền lợi của dân là con đường mở mang, xanh, sạch, đẹp và quang đãng. Thế sau đó là phải nghĩ đến cho các cái thế hệ mai sau, cho con cháu để cho nó có cái con đường sạch sẽ để đi lại. Và cái quyền lợi thứ hai là cái quyền lợi mang lại cho nhân dân là coi như là cái đất. Từ cái chỗ con đường mà đã lên, nâng cao, nâng cấp con đường lên cao rồi thì từ cái nhà, cái cửa, tất cả đều quay được nâng cấp theo. Thế sau đó là làm xong một con đường xanh sạch đẹp thế này thì bà con nhân dân mới thấy được là cái quyền lợi của nhân dân như thế nào và tạo điều kiện để cho công trình giải tỏa cho nó nhanh chóng. Công trình thắp sáng đường quê với 28 cột và bóng điện năng lượng mặt trời trị giá gần 70 triệu đồng tại bản Quyết Tiến vừa được hoàn thành cách đây 2 tháng, không chỉ giúp giao thông thuận lợi mà còn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đưa bản Quyết Tiến đạt chuẩn bản nông thôn mới. Góp phần vào thành tích quan trọng đó, trước hết là tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ và nhân dân trong bản, trong đó có vai trò quan trọng của các thành viên tổ dân vận. Thông qua công tác tuyên truyền, động viên, đặc biệt là sự gương mẫu của mỗi đảng viên, cán bộ, phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa sâu rộng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Cái bước đầu là cũng là rất là khó khăn trong cái công tác tuyên truyền vận động, nhưng mà được cái là sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ xã Vũng Nao cũng như là chi bộ bản Quyết Tiến cùng các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc, nhưng mà cái công tác chỉ đạo cho bà con nhân dân, có cái tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được cái quyền lợi của bà con nhân dân được hưởng trong cái xây dựng nông thôn mới, có nghĩa là bây giờ là để làm cái đường điện thắp sáng đường quê để phục vụ cho an ninh chính trị cũng như là về cái bà con dân đi lại được đẹp hơn và có nghĩa là đỡ sáng sủa hơn thì cái an ninh chính trị là được bảo đảm, thì bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. À, cái hiệu quả của cái công trình thắp sáng đường quê này thì thực tế mà nói là khi mà có điện sáng lên đấy thì bà con người ta cũng rất là hào hứng phấn khởi, đảm bảo được cái tình hình an ninh chính trị là nó đảm bảo được an toàn. Từ ngày có điện đến bây giờ là tình hình an ninh là nó tốt hơn. Hai nữa là bà con người ta, một số người là đi bộ là đêm tối sáng là người ta đi bộ trong cái khu vực này mà không đi được quốc lộ nữa, nó đảm bảo cả cái tình hình cho bà con người ta đi bộ. Thế rồi đêm hôm là bà con có một số người dân người ta làm ruộng ở đây, thế là sáng người ta đi dậy rất sớm. Tầm 3-4 giờ người ta đã ra ruộng, người ta lấy rau đi để chuẩn bị đi bán rồi thì nó cũng thuận lợi cho bà con rất nhiều. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Búng Lao, huyện Mường Ảng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Có được kết quả này, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp thì cần có sự đồng tâm lớn của người dân. Chính vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho các cán bộ, đảng viên vận dụng tốt phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là xã đã vận động các thành viên các tổ dân vận trên địa bàn xã, đầu tàu gương mẫu, làm trước để người dân noi theo. Đồng thời sâu sát cơ sở, vận động theo phương pháp mưa dầm thấm sâu, từ đó tạo thành khối đại đoàn kết cùng phấn đấu thực hiện xây dựng gia đình, thôn bản ấm no, sạch đẹp. Hiện nay thì xã Búng Lao có 15 bản, đã kiện toàn 15 trên 15 bản tổ dân vận để hoạt động. Trước hết là các cái tổ hoạt động này thực hiện cái tuyên truyền cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn bản của mình. Thứ hai là thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như là xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong cái việc là huy động các cái hộ gia đình để hiến đất xây dựng nông thôn mới, rồi là chỉnh trang lại cái
đường làng ngõ xóm, nhà cửa. Đặc biệt là trong cái tổ chức cái thực hiện là vận động là thực hiện cái đường điện thắp sáng đường quê, 100% đều hưởng ứng tham gia. Đây là hoạt động của các cái tổ dân vận. Ngoài ra thì các cái tổ dân vận này là những người là tiên phong, là một cái tuyên truyền viên tại cái cơ sở để tuyên truyền cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật, nhà nước, đồng thời là cũng tuyên truyền các cái mô hình về phát triển kinh tế xã hội, tạo cái thu nhập cho nhân dân trong cái bản của mình. Hiện nay huyện Mường Ảng có 118 tổ dân vận bản, tổ dân phố với trên 1.000 thành viên tham gia. Mỗi tổ dân vận có từ 9 đến 10 thành viên, trong đó bí thư chi bộ là tổ trưởng, trưởng bản là tổ phó, các chi hội đoàn thể, người có uy tín là thành viên. Việc hoạt động thành lập tổ dân vận bản, tổ dân phố bảo đảm đúng quy định về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia. Các tổ dân vận đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, gần gũi với nhân dân, giải quyết vấn đề liên quan đến người dân một cách cụ thể, kịp thời. Với cái vai trò, cái trách nhiệm của tổ dân vận, bản tổ dân phố thì đã phát huy được cái tác dụng hiệu quả, hết sức đạt được nhiều cái kết quả quan trọng trong cái việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Rồi là cho cái hoạt động của các tổ dân vận, bản tổ dân phố thì cũng đã đi vào hoạt động có hiệu quả nền nếp trong cái công tác phát huy của về cái vai trò của mặt trận, các đoàn thể, các cái chi hội đoàn thể cơ sở tham gia phối hợp trong cái hoạt động của cái tổ dân vận ở bản tổ dân phố. Thì đến nay thì trên địa bàn huyện sau khi mà kiện toàn sáp nhập thì trên địa bàn có 100% bản tổ dân phố đã thành lập được cái tổ dân vận. Trong quá trình hoạt động, các tổ dân vận phân công các thành viên phụ trách theo từng nhóm hộ, khu dân cư, theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát huy hiệu quả trong công tác vận động quần chúng ở địa bàn khu dân cư, sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết tranh chấp mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết phát triển. Đồng thời tổ chức kiện toàn, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ, tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở. Đối với cái hoạt động của tổ dân vận thì cũng nổi bật là trong đó có cái các tổ dân vận của thị trấn, trên địa bàn thị trấn cũng như là xã Búng Lao rồi là Mừng Đăng. Thế thì trong cái hoạt động của các cái tổ hoạt động tổ dân phố ở trên địa bàn thị trấn thì cũng đã tham gia vận động nhân dân chấp hành cái việc giải tỏa đền bù các công trình trọng điểm trên địa bàn của huyện trong năm 2020. Thì công chí thấy là 100% các cái hộ gia đình thuộc diện giải tỏa mặt bằng các công trình trọng điểm vướng mắc trong nhiều năm qua trên địa bàn của huyện thì đã thực hiện tốt. Ở xã Búng Lao thì cũng đã làm tốt cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái vận động nhân dân hiến đất, tích cực tham gia vào cái đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội. Rồi là xã Mừng Đăng thì cũng đã làm tốt cái việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng rất hiệu quả. Câu chuyện về việc gỡ những nút thắt trong giải phóng mặt bằng ở thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng là minh chứng rõ nhất về vai trò của các tổ dân vận. Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhiều công trình dự án trọng điểm của huyện như tuyến đường nội thị 42m, 27m, chợ trung tâm thị trấn, hồ chứa nước Ảng Cang được xây dựng và đưa vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Công tác tuyên truyền vận động thông qua tiếp xúc đối thoại với dân được chú trọng nên đã giúp người dân hiểu rõ chủ trương chính sách liên quan đến công tác thu hồi, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng. Đối với 10 tổ dân phố của chúng tôi thì về công tác về dân vận thì thực hiện rất là tốt. Bởi vì là đối với bà con nhân dân về cái hưởng ứng về các cái phong trào cũng như là thực hiện cái nội quy cũng như là quy chế và cũng như là về thực hiện cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nước thì rất là tốt. Đặc biệt là trọng điểm ở các cái công trình thì chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền vận động tới bà con và cũng như là
theo hàng tuần, và cũng như là chúng tôi có kế hoạch xuống từng tổ dân phố một để tuyên truyền vận động, và cũng như là chỉ đạo cho các tổ dân vận ở từng tổ dân phố là làm công tác dân vận đối với từng hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng. Việc triển khai thành lập và hoạt động của tổ dân vận phố bản ở Mường Ảng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức ở thôn bản, khu dân cư, cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác dân vận ở cơ sở. Qua đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, huy động nguồn nội lực, giữ vững mối đoàn kết trong nhân dân. Sức mạnh ấy góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.